hồi nãy á, Phương xin của cái chú gần nhà được một miếng nằm bò nè cả nhà. Chú gần nhà mua bò về, cái Phương suy nghĩ thôi, Phương xin chú một miếng đem ra ngoài ruộng nè, đặt câu cá cả nhà. Mới làm xong cây cần câu luôn. Phương đang đi ra với mẹ nè. Mẹ vào cả nhà. Đây, cây cần câu Phương mới làm xong nè. Nó hơi xấu nha cả nhà. Đây, lưỡi câu. Bây giờ sẽ câu dưới cái mương này nha. Nên là không biết sao nữa, lần đầu tiên mà Phương câu cá bằng nắm bò này luôn. Không biết là nó có nhảy mồi không nữa. Giờ để thử câu thử coi nha cả nhà. Đây cả nhà ơi, bây giờ Phương sẽ móc mồi vô nha cả nhà. Đây nè, mấy cái phần mềm nè cả nhà. Thank you.
mới nghĩ là con heo nó tự lực á. Dễ Phương ơi, chào, chào mẹ Dính. Chào mẹ. Trời ơi, con bự dữ vậy trời. Cả nhà. Bán ngon không cả nhà ơi? Thật là kinh khủng. Kinh khủng luôn cả nhà. Mọi bằng thịt bò này cả nhà. Bán nó bự. Bự này cả nhà. Rồi con này chắc cũng cỡ 2 kg mấy vậy hả Phương? Cứng quá cứng luôn. Nãy giờ đợi nãy giờ chừng 2 tiếng mấy 3 tiếng đồng hồ mới ăn đó cả nhà. Nó cứng ngắt luôn kìa. Ồ nó còn ụt quá. Này chắc cỡ 2 kg à. Không cục mồi nè cả nhà. Trời ơi con này đi cả tới đây luôn kìa. Trời ơi thấy chưa thấy chưa thấy nó thấy chưa. Nó thấy làm gì cái là nó cũng ra nữa hết trơn á. Phương móc thêm mồi cả nhà. Ủa, ụt luôn cả nhà. Quá ụt luôn cả nhà. Okay. Nãy bên đó giờ mình thả góc này nha. Giờ Phương thả góc này. Này cả nhà ơi. Thôi xích vô con. Xích vô. Ôi con chuẩn vô lắm luôn à. Ôi con có lóc. Ôi. Ây. Ôi trời ơi. Con cá lóc cả nhà ơi. Ôi trời cá lóc nhất. Quá sáng ngon luôn. Giờ lên đường trên cả nhà ơi. Dưới này nãy giờ dính 2 con là đậm lắm rồi.
Ô trời, té ngửa luôn. Ôi ôi, được con nhỏ nữa mọi người ơi. Mèo mắc ho quá. Wow. Con nhỏ hơn kia. Nhỏ hơn. Thôi nhiêu đi thôi cả nhà, chạy Phương định câu thêm một con nữa đặng coi có con bự giống vậy không. Đặng về Phương cho cái chú mà sáng cho Phương ít thịt bò này nè, ít thịt bò này nè cho Phương công nè. Ngồi Phương gửi Phương cho chú một con. À được con bự, con cá lóc với lại là con cá dừa nè cả nhà. Wow. Wow. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem video của Phương nha. Hẹn cả nhà vào những video kế tiếp nha cả nhà. Đến đây thì cả nhà cho Phương xin một lượt like và lượt đăng ký kênh để ủng hộ cho Phương nha. Xin chào và hẹn gặp lại.